Bây giờ đến phần 3 là thay vì mà chúng ta chỉ đơn giản như thế thì chúng ta có thể là chuyển cái file này để đến những cái vị trí hội nghị hoặc là giảng bài ở những nơi khác mà giả sử chúng ta không có mang cái máy tính của chúng ta đi. Và cái phiên bản PowerPoint ở cái chỗ mà chúng ta mượn máy đó nó cũng không có đúng cái phiên bản của mình. Vậy thì làm sao? Chúng ta sẽ sử dụng là cái menu file. Các bạn sẽ chọn một cái công cụ rất là hay, các bạn chọn export và package retention for CD. Công cụ này rất là hay. Như vậy chúng ta chọn cái package for CD. Bây giờ nó sẽ lưu cho chúng ta là cái tên bài giảng, bấm cap mạng. Ok, mình chọn là copy to folder, mình lưu ở trong document. Ok, rồi như vậy thì các bạn copy nguyên cái folder này đi, copy nguyên cái folder này đi, tìm đến bất kỳ nơi đâu kể cả máy tính đấy không có PowerPoint, bạn vẫn có thể trình chiếu được cái file này của mình. Không có PowerPoint mình vẫn có thể trình chiếu được nhé. Như vậy thì cái phần 3